Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Chúng ta vẫn tiếp tục học về cái cách tham thiền, tu tập tham thiền trong đạo Phật. Bữa nay ta học tới cái bài tham thiền về Bồ Tát Địa Tạng, bài thứ tư thì cái trang 16 của cái tập như Nguyễn Thiền Sư thi tập. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2008, kỳ thứ 43. Chúng ta học cái bài Bồ Tát Địa Tạng, bài thứ 4, trong cái loạt bài nghiên cứu học tập về Bồ Tát Địa Tạng. Như nhiều lần tôi đã nhắc qua, khi mà học về Bồ Tát Địa Tạng cũng như những người tụng kinh Địa Tạng đều có đọc qua cái bài Khể Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân Hương Vũ Hoa Dân Cọc Cặp Hoa Vũ Bảo Vũ Bảo Vân Vô Số Chủng Vi Tường Vi Thoại Biên Trang Nghiêm Thiện Nhân Vân Phật Thị Hà Nhân Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Thì từ trước tới giờ ta nghiên cứu tới đó, tới cái đoạn đó ở trong kinh Địa Tạng. Địa Tạng mà khi mà xuất hiện đến thế giới Ta Bà thì thế giới Ta Bà đều là rực rỡ sắc màu, đẹp đẽ về màu sắc, thơm tất cả những cái thứ hương thơm đặc biệt, thơm ngát cả thế giới mà Đức Bồ Tát Địa Tạng đi ngang qua, mây rực rỡ, hào quang rực rỡ, mùi thơm rực rỡ, tất cả những cái hiện cái điềm lành hiện tượng tốt đều xuất hiện hết. Thiên nhân danh Phật Thị Hà Nhân, trời và người hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật Thích Ca vậy chứ Bạch Thế Tôn, đó là cái nhân duyên gì? Thì Phật mới trả lời: Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Phật trả lời rằng đó là cái điểm mà Bồ Tát Địa Tạng sắp đến khỏi Ta Bà, của ta, của chúng ta. Thế thì như các vị đã nghe rồi đó, Bồ Tát Địa Tạng đến khỏi Ta Bà cũng tức là cái chân tâm thường trú của ta xuất hiện ở lòng ta, thể tánh tịnh minh vốn có của ta xuất hiện ở trong tâm ta. Bởi vì như chúng ta đã đọc mấy cái bài phía trước đó, mấy bài thi đó, Địa Tạng là ta, tâm của chúng ta, chứ không phải là
là ai ở đâu khác. Mình Đức Phật nói kinh Địa Tạng cũng như nói kinh Pháp Hoa, cũng như Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, mà trong kinh nào cũng nói là Bồ Tát đông vô số, đông không biết bao nhiêu, dùng con số mà tính đếm được. Thế thì Bồ Tát đó là ở đâu? Bồ Tát đó là Bồ Tát tâm địa của chúng ta đấy, gọi là mật tích chúng. Cái thành phần đó gọi là mật tích chúng, cũng có chỗ tôi gọi đó là ảnh hưởng chúng. Mà nếu mà mình học kinh Lăng Nghiêm thì mình thấy rằng là ví dụ như kim cang mật tích kình sơn trì sử biến hư không giới, khi mà Đức Phật mà sắp nói cái kinh Lăng Nghiêm đó thì là có vô số những vị thần tôi gọi là kim cang mật tích. Mật tích là các cái vị thần đó, các vị Bồ Tát đó không có cái dấu tích ở trên mặt đất này, gọi là mật tích. Các ngày đó các vị đó không có khai sanh, không có hiện thân cụ thể bằng cái thân ở trên mặt đất này, mà các vị đó, nếu mình nói một cách khác là nó là cũng như là cái ẩn dụ để nói lên rằng là những vị đó không có mặt, không có mặt là hiện thực ở trên cõi đời. Các vị đó không có tông tích, không có dấu vết, không có khai sinh khai tử ở trên cõi đời, cho nên gọi đó là mật tích. Các vị này là những người muốn tìm một con đường giải thoát, cho nên ở trong mười phương, khi mà có Đức Phật nói một thời pháp long trọng, thời pháp đại thừa, thì chư vị Bồ Tát trong mười phương cần tìm đến để nghe, để tu học, để mà tiến bước trên con đường vô thượng Bồ Đề. Vì vậy mà Bồ Tát trong mười phương đều đến để nghe. Đó là nói cái ý như thế, cho nên gọi đó là ảnh hưởng chúng, mà cũng gọi là mật tích chúng. Thế cho nên chúng ta hiểu rằng là dùng một cái phương pháp ẩn dụ để nói lên là Bồ Tát đó là thuộc về của tâm địa của mỗi chúng ta, vốn có ở trong, vốn có mà không có, bởi vì nó là tâm chứ nó không phải là thân. Vì vậy cho nên là cái tâm lành của chúng ta đó, có lúc nó ẩn, mật tích là lúc đó nó ẩn, mà lúc mà nó hiện đến đó thì lúc đó là cái tâm địa của chúng ta nó hiển lộ ra, nó hiển hiện ra. Thì cái này chúng ta tham thiền chúng ta có thể nhận thức được ngay. Đức Phật dạy rằng mọi người đều có cái Phật tánh, Đức Phật dạy rằng là mọi người đều có cái tri kiến Phật, rằng mọi người đều có cái chân tâm thường trú, rằng mọi người đều có cái thể tánh tịnh minh, rằng mọi người đều có cái Như Lai viên giác diệu tâm. Nhưng mà bình thường thì Như Lai viên giác diệu tâm không ai thấy nó xuất hiện, thể tánh tịnh minh cũng không ai thấy nó xuất hiện, chân tâm thường trú cũng không mấy khi là thấy nó xuất hiện, tri kiến Phật, Phật tánh cũng không ai thấy xuất hiện. Là tại vì lúc đó cái vọng tâm, cái phiền não tâm, cái vô minh tâm nó che lấp, nó làm cho
các cái tâm thanh tịnh, cái tâm Như Lai viên giác, cái Phật tánh, cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú không xuất hiện. Cũng giống như trời vốn là xanh ngăn ngắt, trời xanh ngăn ngắt một màu, nhưng mà ít có khi mà người ta thấy được cái màu trời đó. Ít khi thấy được màu trời đó không có nghĩa là màu trời đó có lúc bị mất đi. Không, không có mất. Vĩnh viễn là màu trời xanh ngang ngắt đó vẫn còn. Chẳng qua là bị mây sắp mưa, rồi mây kéo đến đủ thứ màu. Mây xám có mây trắng, mây trắng rồi lần tới mây xám rồi tới mây đen, là đổ nước mưa. Vì là trời sắp bão tố, áp thấp nhiệt đới, mây mưa, cho nên làm cho cái bầu trời xanh ngăn ngắt kia bị ẩn đi, mà làm cho người ta không thấy được trời xanh. Chứ trời xanh lúc nào cũng có, nhưng mà gặp cái lúc nắng tốt, cái mùa nắng tốt thì mây xanh đó xuất hiện. Tâm của chúng ta cũng vậy. Lúc mà ta có tư duy, ta có quán chiếu, ta có chánh niệm thì trời xanh ngăn ngắt hiện ra, tâm thanh tịnh, chân tâm của chúng ta hiện ra, thể tánh tịnh minh của chúng ta hiện ra, Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta hiện ra, và Bồ Tát Địa Tạng tâm của chúng ta hiện ra. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói rằng là khi mà cái chân tâm mà nó xuất hiện đó thì là đêm lành hiện tượng tốt, cảnh trí vạn vật đều đẹp đẽ thơm tho, là cái ý nghĩa đó. Thành ra trước khi cái Bồ Tát xuất hiện đó thì là thế giới ta bà rực rỡ sắc màu và thơm tho và mát mẻ, giờ mọi cảnh vật đều là hân hoan tươi đẹp. Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, Địa Tạng Bồ Tát sắp đến thế giới ta bà nó đẹp như thế. Ta phải nhớ cái đó, chúng ta phải tham thiền để nhớ cái đó. Cũng như kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Diệu Âm sắp đến là thế giới ta bà cũng đẹp y như cái cấp tả của Bồ Tát Địa Tạng sắp đến vậy. Bồ Tát tâm mà sắp xuất hiện là con người vui vẻ, con người đẹp đẽ, và cảnh trí hiện tượng sự vật đều là rực rỡ sắc màu đẹp đẽ. Đó là cái cách dạy tu hành, chứ không có quyển hoặc quan đường được. Đạo Phật không chấp nhận quyển hoặc quan đường. Chỗ đó là cái chỗ mà cần tham thiền đó. Rồi bây giờ học cái câu này đây nè, học tiếp cái bài thi này đây nè. Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua, Phật rằng Địa Tạng hạng thầy ta. Câu đó khó hiểu lắm đó, không có tham thiền là không có hiểu đâu. Tụng kinh Địa Tạng mà không học nghĩa lý, và có đọc nghĩa mà không tư duy quán chiếu về lý thì cũng không hiểu. Mà quán chiếu về lý mà không phải là quán chiếu bằng cái tham thiền, bằng tu thiền thì cũng không hiểu được sâu sắc. Cho nên tu thiền là tư duy tu, là tỉnh lự, nó mới bồi dưỡng cái trí tuệ cho con người hiểu một cách sâu sắc. Vì vậy cho nên Đạo Phật nó không cần cái tiến sĩ hay là thạc sĩ hay là trên cái thạc sĩ, cái tiến sĩ gì hết. Bởi vì thạc sĩ, tiến sĩ người ta có thể, người ta đi sâu vào khoa học, vào kỹ thuật, về nghệ thuật, về văn hóa của thế gian. Điều đó người ta có làm được. Người ta sử dụng cái thế gian thiền, cái trí tuệ thế gian người ta có thể hiểu được. Mà còn Đạo Phật thì phải sử dụng cái thiền định, tư duy tu, tỉnh lự, thật là tỉnh,
tư duy tu, tư duy thật là sâu sắc, mới thấy được cái thâm nghĩa, cái huyền nghĩa, cái mật nghĩa của kinh điển. Thế gian thiền khác, những nhà bác học, những nhà khoa học ta cũng sử dụng cái thiền mà gọi là thế gian thiền. Còn cái thiền của Đạo Phật là xuất thế gian thiền, tư duy nghiên cứu những cái sâu thẳm màu nhiệm, chẳng phải của mặt vật chất mà nó còn của mặt tâm, mặt tâm linh, người ta gọi đó là mặt tinh thần. Rồi những nhà bác học, những nhà khoa học, những nhà kỹ nghệ, kỹ sư, người ta nghiên cứu thành thiền về mặt bên mặt hiện tượng vật chất. Vì thế mà những người tiến sĩ của Phật giáo mà đi học hành mà do những người khác mà gọi chấm bài để gọi là tiến sĩ trong các cái trường học của thế gian đó, bằng tiếng gì cũng vậy, không hiểu được Đạo Phật. Mà người ở tiếng nước nào cũng vậy, tiếng nào cũng vậy, muốn hiểu Đạo Phật là phải tu thiền định, chứ không thể dựa trên tiếng, dựa trên ngôn ngữ, dựa trên chữ nghĩa mà có thể hiểu được dễ dàng. Do đó mà Quyền Giác Thiền Sư đã từng nói: Ngô Tảo niên lai tích học vấn, diệt tình thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, phước bị Như Lai khổ ha trách, sổ tha trân bả hữu hà ích, tùng lai tánh đấng giác hư hành, đa niên uổng tác thông trần khắc. Có nghĩa là tôi đã từng là cái người học rộng, nghe nhiều, hiểu biết nhiều, mà tôi là cái người mà có khả năng viết sách giảng luận dịch thuật kinh điển, đã từng làm việc đó, mà tôi chỉ làm bằng cái cách là dùng cái trí tuệ của thế gian hiểu biết về ngữ ngôn, về văn tự, cho nên tôi chỉ phân biệt, chỉ nói được những cái danh và cái tướng. Nó được danh và tướng, nó được hình thức, nội dung cạn cợt mà thôi. Bên mặt hình thức và nội dung cạn cợt của danh và tướng của kinh điển, chứ không có đi sâu được. Cho nên mới bị Như Lai quở trách. Quở trách ông là cái người chỉ là người thức bị Như Lai khổ hạ trách, sổ tha trân bả hữu hạ, chỉ là người đếm bạc, chỉ là người vào kho bạc rồi đếm bạc, vào kho bạc đếm bạc mà không có quyền sử dụng, không lấy được cái tiền cái bạc đó ra cho mình tự xài, thì vào kho bạc đếm bạc rồi rốt cuộc là cũng là cái người nghèo khổ, đói khổ mà thôi. Nếu mà chỉ phân biệt danh tướng mà thôi, không có thiền định, không có đi sâu, thì cũng giống như là cái người mà ra biển mà hút cát và đếm cát. Đếm cát rồi biết cái số cát nhiều ít, đâu có lẽ gì. Gọi là sổ tha trân bảo, hữu hạ ích. Nhập hải toán xa đồ tự bi. Ra biển lấy cát đếm lên, chỉ đếm lên nhọc thôi, đếm cho biết cái số nào thì làm sao mà biết đúng được cái số cát của biển, biết hết được số cát của biển, mà giá có biết cỡ nào đi nữa cũng là chỉ là làm cho cực khổ mà không có lợi ích gì hết. Rốt cuộc rồi mình chỉ là lẳng nhẳng mãi, chỉ là người khách phong trần, nổi trôi trong vòng năm, nổi trôi theo vòng năm tháng vậy thôi. Vì thế cho nên cái học Đạo Phật là phải văn như tư như tu là vậy đó, phải học nghiên cứu rồi phải tham thiền thì mới hiểu được. Cho nên cái câu mà Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua, Phật rằng Địa Tạng hạng thầy ta, Địa Tạng hạng thầy của Đức Phật. Cái câu này mình làm sao mình dễ hiểu được nếu mình không có tham thiền.
ai cũng biết rằng là Phật đào tạo ra, dạy ra những cái người mà bắt đầu chứng đạo đó là Tu Đà Hoàng, là Tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, tự gọi là Tứ Quả Thanh Văn, là do Phật dạy. Cái phương pháp tu tập mà dựa trên cái cơ sở giáo lý tứ đế mà tu tập được cái quả đó. Rồi ai cũng biết rằng những cái hàng duyên giác và bích chi Phật là dựa vào 12 nhân duyên. Đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, dựa vào 12 cái nhân và cái duyên đó. Thuộc về giáo lý gọi là thập nhị nhân duyên mà tu tập. Nghe mà tu tập mà được quả vị niết bàn thì gọi đó là hàng duyên giác. Còn cái hạng người nữa là tu tập không cần nghe mà được cái quả vị niết bàn thì gọi đó là bích chi Phật, gọi đó là độc giác, thì cũng đều là hàng đệ tử Phật cả. Bị Phật quở rằng là những hàng thâm văn duyên giác là có thể không nghe nổi những cái giáo lý đại thừa mà ta sắp nói. Ở trong các kinh đại thừa Phật thường hay giải về cái câu đó. Thí dụ như kinh Pháp Hoa, ông Xá Lợi Phất thỉnh cầu Phật nói những cái kinh mà ta sắp nói có thể các ông không hiểu đâu, thôi ta không nói. Phải thỉnh cầu nhiều lần Phật mới nói, vì các hàng thanh văn duyên giác cái trí tuệ của các ông chưa hiểu được, kể cả các vị đại Bồ Tát cũng còn chưa hiểu được, chưa hiểu hết được, mà cần phải tu học nữa. Cho nên là Địa Tạng Bồ Tát hay là Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh điển gọi là đẳng giác, nghĩa là cái trình độ giác ngộ gần bằng sắp xỉ với bậc vô thượng bồ đề rồi. Tuy nhiên là chưa đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Thế thì Bồ Tát Địa Tạng cũng là một người là thuộc về phần phần đệ tử Phật thôi. Thì cái lý gì ở đây Đức Phật lại nói rằng là Phật Công Địa Tạng Bồ Tát chí tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng mà thập phương Bồ Tát cộng quy y. Nghĩa là bảo rằng là Địa Tạng là thuộc về hạng thầy ta. Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua Phật rằng Địa Tạng hạng thầy ta. Ba đời Phật Phật đồng chiêm ngưỡng, Bồ Tát mười phương lễ kính quy. Đó là cái bài bốn câu, nhưng mà không có tập thiền định, không có tập tư duy là không hiểu được. Tôi đọc lại nguyên bài. Phật bảo điềm lành hiện tượng qua, Phật rằng Địa Tạng hạng thầy ta. Ba đời Phật Phật đồng chiêm ngưỡng, Bồ Tát mười phương lễ kính quy. Trong chữ Hán là tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Thế thì là Bồ Tát mà tại sao ba đời Như Lai đều là tán thán, đều là tín mộ, đều là phải chiêm ngưỡng, phải nhìn, phải chiêm ngưỡng, phải tín mộ, phải hướng về đó. Và ba đời chư Phật cũng đã vậy rồi, mười phương Bồ Tát cũng vậy, cũng phải chiêm ngưỡng, cũng phải tín mộ, cũng hướng về đó mà quy y là sao? Thế thì cái chỗ đó mà thấy rằng là Địa Tạng là tâm của chúng ta, tâm của mọi người chúng ta, chứ không phải là một vị Bồ Tát là bình thường như ta tưởng. Rồi ta mời vị Bồ Tát đó đứng canh nghĩa địa, rồi giữ xương khô ở trong tháp, ở trong chùa. Không được, không làm vậy được. Đây là một vị Bồ Tát mà tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Chỗ đó là chỗ học đó. Học Phật là phải học cái đó.
Tham thiền là phải tham cái đó. Không tham thiền không biết được cái đó. Tại sao một vị đệ tử mình mà Đức Phật lại nói rằng ba đời Như Lai đồng tán thán, đồng chiêm ngưỡng, đồng ái mộ, và mười phương Bồ Tát đều quy y với những vị đó. Vậy cái mười phương Bồ Tát là hạng người gì? Mà đây ông này cũng là Bồ Tát Địa Tạng, mà tại sao mười phương Bồ Tát đều là quy y? Chẳng lẽ là Đức Phật nói cái chuyện mà là trước sau bất nhất vậy sao? Không có đâu, Đức Phật không có nói bất nhất vậy đâu. Mà là Đức Phật nói cho biết rằng là gọi là Bồ Tát Địa Tạng, cái thì thật là tâm của chúng ta đây. Cũng như Bồ Tát Diệu Âm là tâm của chúng ta, Bồ Tát Quan Thế Âm là cái giữ cái tâm của chúng ta thường xuyên liên tục ở lại với chúng ta, đó là Quan Thế Bồ Tát. Còn Bồ Tát Diệu Âm là có lúc đến, có lúc đến, có lúc xuất hiện, rồi có lúc lại ẩn đi, lại trở về thế giới nhất thiết tịnh quan trang nghiêm. Cho nên có lúc xuất hiện rồi có lúc trở về, làm cho cái thế giới ta bà có lúc thì tốt đẹp, mà có lúc nó xấu trở lại. Còn như Diệu Âm Bồ Tát mà xuất hiện mà đến thì cái ý tứ từ dạy trong kinh là phải giữ cho cái chánh niệm thường xuyên liên tục. Mọi người thường lắng nghe cái tiếng âm thanh màu nhiệm của chân tâm mình, của thể tánh tịnh minh của mình, và phải giữ cái âm thanh màu nhiệm đó bằng cái cách tôi gọi là Quán Thế Âm, là Bồ Tát Quán Thế Âm. Tức là hãy lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm lương tri, của chân tâm thường trú, của thể tánh tịnh minh của mình, và của Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình. Đó là cái cách mà giữ qua là Diệu Âm ở luôn mãi, là cái phẩm thứ 25 là Quán Thế Âm Bồ Tát. Dạy đó là dạy cái pháp tu, cái pháp giữ gìn chánh niệm, chứ không có phải là làm cái tưởng này để mình lại rồi miễn mấy ổng thích cái mấy ổng thương do cái mình kêu tên mấy ổng, do mình lại mình cúng chuối bánh quy, mình cấp bánh cúng rồi cho mấy ổng ăn, cái rồi mấy ổng khoái, rồi mấy ổng phù hộ mình. À, cái chuyện đó đạo Phật không có chơi kiểu đó, không có miễn nhận được quà cáp là thương là thân, là trái cũng nói phải, xấu cũng nói tốt, còn không nhận được quà cáp thì không có độ, không có giúp. Đạo Phật không có cái đó. Cái lòng từ bi của đạo Phật không có cái vậy, không có cái mà người ta lại mình là mình thương, người ta cúng đồ ăn cho mình là mình thương, người ta cúng tiền cho mình là mình thương. Còn người nào không kêu tên mình, người nào không lại mình, người nào không cúng tiền mình thì mình không giúp đỡ, không có cái đó. Do vậy cho nên là tu theo đạo Phật là đừng có cúng. Cúng là cúng dường, là cung dưỡng. Mà hồi xưa thì là hàng Phật tử cung dưỡng thức ăn cho các vị đệ tử Phật để ăn để tu. Những người tìm chân lý để dạy lại cho đời, thì những cái người Phật tử tại gia ta có cung dưỡng những người tu hành mà thật sự là hiểu biết tu tập á, là ta cung dưỡng. Rồi cái người mà là học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tu theo chánh pháp, ta sống theo chánh pháp đó, những người đó phải đáp ứng lại, phải đền trả lại, ta gọi là ứng cúng. Như Lai ứng cúng chánh biến tri, ứng cúng là một cái điều kiện của những người học đạo hành đạo để đền đáp lại bằng giáo pháp, để đền ơn lại bằng giáo pháp, bằng chánh pháp, để cho người ta tu tập. À, cho nên là bên cái người mà cách ở dưới, người không, người đệ tử tại gia đó ta gọi là cúng dường. Cúng dường là cung cấp và dưỡng nuôi, độc trại ra là cúng dường. Còn á, Phật Bồ Tát á, để đền đáp lại cái ơn, là cái tấm lòng của người ta cúng dường cho mình đó, thì mình phải là ứng cúng. Nghĩa là người ta hỏi cái gì là mình phải hướng dẫn người ta. Ta hỏi phương pháp tu hành mình phải hướng dẫn ta, hại hướng dẫn ta là hướng dẫn cho đúng á, ta tu mới có kết quả chứ. Cứ hỏi chứ ăn chay được mấy ngày, người ta nói ăn chay 4 ngày thì mình nói thôi ăn 6 ngày đi con, rồi ta nói dạ con ăn 6 ngày nó là ăn tháng 5-3 tháng đi con, rồi ăn 5-3 tháng là nói ăn chay trường đi con,
như vậy thôi sao? Chẳng lẽ là tu hành chỉ có cái nói về vấn đề ăn vậy thôi sao? Cái cuộc đời để giải thoát giác ngộ đâu có phải là dựa trên cái cơ sở ăn mà để mà mình được đạo quả gì đâu. Rồi hỏi niệm Phật nhiêu, con nói niệm Phật, dạ con niệm một ngày đó, con lấy chuỗi đó con niệm lần coi nhiêu ha. Ờ, 10 sau chuỗi thì nó 1800, 1800 niệm. Ở thế thì ngày niệm 10 sau, ngày niệm 10 sau chuỗi vậy là được rồi đó hả? Chẳng lẽ là Đức Phật cái gì là chịu có nhiêu đó vậy thôi sao? Chỉ có mỗi ngày là phải để ra kêu tên ngày 10 sau chuỗi vậy đó. Rồi còn gì nữa, không có vấn đề gì để nói nữa đó. Chỉ như vậy là Phật chịu rồi đó. Không phải, giả đạo như vậy không có được. Niệm Phật A Di Đà mà không học tham thiền là cái niệm đó chỉ là kêu tên Phật thôi. Chỗ đó là chỗ chúng ta cần phải học tham thiền, là cái chỗ đó. Cho nên nói khó nghe, nói khó nghe là chỗ đó. Thành ra là Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng thập phương Bồ Tát cộng quy y, tức là ba đời chư Phật, Phật nào mà muốn thành được cái quả giải thoát giác ngộ đều là phải quay hướng về, phải chiêm ngưỡng, phải ái mộ, phải kính trọng cái tâm. Bởi vì sao? Vì nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Phật dạy gần kinh Hoa Nghiêm đấy, nhiều vị đòi yêu cầu nhắc nhở tôi phải làm thế nào để giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi nói như vậy là lòng cái ý nghĩa của Hoa Nghiêm nhiều lắm. Tại các vị chưa biết đó, không có phần thế, không có phần chức. Chứ tôi nói ví dụ như Bồ Tát mười phương mà đến mà nghe lời, nghe Phật về, nghe Phật giảng kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Niết Bàn hay là kinh Pháp Hoa, mà hằng hà sa số Bồ Tát trong mười phương đến nghe đông đó, đại biểu cử tới con số không đếm hết. Cái đó là nói kinh Hoa Nghiêm rồi đó. Đó là mở màn từ kinh Hoa Nghiêm đấy. Cũng như ở đây là địa tạng này mà thuộc về mật tích, không có tông tích ở trên thế gian mà là ở trong mười phương. Thì trong mười phương đó là cái gì? Bồ Tát này là từ tâm của chúng ta. Ở bất cứ người nào ở đâu, ở trong mười phương, khi mà phát cái tâm muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, đều phải xuất hiện để mà nghe, để mà nghe Phật nói, nghe Phật nói pháp. Cho nên là Bồ Tát Địa Tạng này cũng thuộc về mật kích chúng, cũng gọi là ảnh hưởng chúng, mà nói lên một cái là cái chân tâm của chúng ta. Đến giờ phút này nó xuất hiện ra, mà nó xuất hiện ra, nó hiển lộ ra, thì phiền não vô minh nó vắng lại, nó tan biến hết. Cũng như trời xanh, mà thật sự trời xanh hiện ra, thì tất cả những cái mây trắng, mây đen, mây xanh, mây vàng gì đều tan biến hết, thì trời xanh mới hiện ra được. Nói một cách ngược lại, trời xanh mà hiện ra thì các thứ mây, bất cứ là mây gì, đều là phải biến mất hết, phải tan biến mất hết. Tâm của chúng ta mà xuất hiện thì phiền não vô minh đều tan biến hết. Do vậy mà nói rằng là điềm lành hiện tượng tốt, cảnh thế giới nhiễm ô là thế giới ta bà đều phải được đẹp đẽ. Cho nên giới tặng là tâm của chúng ta. Vì tâm của chúng ta cho nên là ba đời mười phương chư Phật mới đều ái mộ tâm, mới tán ngưỡng tâm, mới tán dương cái tâm của mình. Và mười phương Bồ Tát mới là tán dương cái tâm của mình và quy y, trở về quy y nương tựa với cái tâm thanh tịnh, cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh, cái tâm Như Lai viên giác màu nhiệm của mình.
Vì thế cho nên là hiểu được cái này rồi đó, mình không bao giờ mình nỡ đành bắt Địa Tạng giữ nghĩa địa cho mình. Mình không bao giờ nỡ đành bắt một vị Địa Tạng Bồ Tát hình tượng như vậy, một tay cầm cái viên minh châu, một tay cầm cái tích trượng để mà đi phá địa ngục nào cho mình ở đâu. Cái viên minh châu đó cũng như cái cây tích trượng đó là sẽ nói trong cái bài đấy, nói lên cái gì chứ không phải là cầm cái đó để đi giọng phá địa ngục cho ai hết. Địa Tạng không có sức mạnh gì mà một mình mà làm cái chuyện đó, nhưng mà chỉ có Địa Tạng Tâm mà là phá. Địa Tạng Tâm là phá bao nhiêu địa ngục đều không cần giọng, không cần quơ, không cần đập mà vẫn tiêu tan hết. Bởi vì ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo cơ mà. Cái tâm của chúng ta tạo ra địa ngục thì bây giờ cái tâm của chúng ta cũng là phá tan địa ngục. Cái tâm của chúng ta tham lam dục vọng, sống trong vọng tâm, thì cái tâm của chúng ta bị sống trong u đồ, trong đen tối. Mà cái tâm của chúng ta mà giác ngộ thì là cái tâm của chúng ta nó làm cho cái u đồ, cái đen tối đó tan mất, giống như là cái viên minh châu ở trong bàn tay của Địa Tạng vậy. Nó là ý người ta nói vậy đó. Cái chân tâm của mình nó là viên minh châu, nói vậy mà phá cái đen, cái xấu xa, tội lỗi, đau khổ về mặt đen tối, thì cái tay cầm cái viên minh châu để phá cái về mặt xấu xa, tội lỗi, đen tối. Nói về cái mà kềm kẹp giam hãm con người cách khổ sở, thì cái cây tích trượng đó để dẹp, để đập, để xọt, để đập, để quơ, để làm cho nó tan vỡ về cái mặt mà bao vây cứng chắc. Mà cho nên là cái tay của Địa Tạng là cầm cái tích trượng là để nói đến cái đó, để nói lên cái tâm của mình có thể phá về mặt cứng chắc thì dùng tích trượng mà đập mà thọt. Về mặt đen tối thì dùng minh châu mà rọi. Minh châu là viên ngọc đó để ví cho cái ánh sáng của tâm tỉnh thức, mà nó rọi tan cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải ánh sáng mà rọi giống như cái đèn pin của mình. Đèn pin của mình là rọi được bao nhiêu, kể cả đèn pha của máy bay, của tàu hải quân giỏi xa lắm đấy, nhưng mà được bao nhiêu? Chỉ có ánh sáng của tâm, cái trí tuệ từ ánh sáng của tâm thì nó rọi một cái là 3.000 đại thiên thế giới nguyên nhân đau khổ nào đều được dẹp tan hết. Thế thì Địa Tạng người ta dạy hết sức là hay đó. Cho nên người biết tâm thiện người ta quý Địa Tạng lắm, chứ đâu mà bắt đi giữ mồ mả, đâu có bắt đi giữ kho tàng cho. Làm ăn như vậy mà không sợ tội lỗi, mà Phật tử bỏ tiền ra ào ào để đi cúng cái đó, Phật ơi, Phật hãy coi đệ tử của mình quý Phật bằng cái kiểu như vậy đó. Quý Phật bằng cái kiểu mà nghĩa là độc hại ăn ở một đấng Bồ Tát, mà ba đời chư Phật đồng tán ngưỡng, mười phương Bồ Tát đều quy y, mà đem bắt giữ nghĩa trang nghĩa địa, nó bắt giữ cốt, giữ cho tàn. Cho nên cái này phải xét lại. Tôi nói như vậy đó là tôi nói cả trước tăng ni, chứ không phải là tôi nói không dám nói đâu. Tôi nói trước cả tăng ni, vấn đề là nghe bằng lòng hay không bằng lòng đó là chuyện khác. Không bằng lòng tôi cũng chẳng có dám nói gì ai. Còn những người nào bằng lòng thì nghe, hãy nghe kỹ đi. Chứ còn các vị mà đem mà bắt buộc gì Bồ Tát gì vậy mà để giữ mồ cho người ta, giữ nghĩa trang cho người ta, tôi nói dứt khoát cái việc làm đó là hoàn toàn là sai. Các vị lợi dụng hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát,
một vị Bồ Tát mà thầy của ba đời chư Phật, thầy của Bồ Tát mười phương đều phải quy y, mà đi làm cái nghề là gì giữ mã vậy là sao, giữ xương khô vậy là sao, không chấp nhận được. Rồi lại là đem cái kinh của vị Bồ Tát như vậy đem là tụng lấy tiền mắt, còn kinh của Phật Di Đà thì rẻ rèn. Đây nó có bài thơ vậy này, những bài thơ đây nè. Nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề, à, giữ nghề là nghĩa trang đấy, làm thân địa tạng đáng buồn ghê, nghĩa trang giải tỏa dời cơ sở, lại giữ cho xương ở tháp chùa, khổ không? Những cái bài thơ kia kêu bằng là nghịch giáo, để nói lên cái phản diện của người ta sử dụng sai lầm ở trong đạo Phật, làm cho cái thân địa tạng phải buồn vậy đó. Nghĩa trang là mà khi mà nghĩa trang mà giải tỏa đó thì dời cơ sở. Dời cơ sở đi đâu? Tưởng đâu là được hanh thông gì hơn, sung sướng hơn, chút đỉnh gì không có, lại giữ trò xương ở tháp, ở chùa. Mà cái chùa đó thì cái chỗ mà để trò xương đó thì không có vệ sinh, rồi là nó u minh minh vậy đó. Rồi cũng đem Đức Địa Tạng vô trong đó với cả 500, 700, 1000, 2000 cái hú trò vậy đó. Cho nên Địa Tạng buồn lắm, làm thân Địa Tạng đang buồn ghê, nghĩa trang giải tỏa dời cơ sở, lại giữ trò xương ở tháp chùa. Rồi còn tiếp nữa, lại giữ trò xương ở tháp chùa, ta từ thệ nguyện hạnh quân tu, giữ mồ canh cốt ta đâu lãnh, bọn nhất sửa đề cưỡng ép ta. Đây bây giờ Đại Tạng mới nói cho biết, mới bật cái mí, nói lên là rằng mình không phải là cái người đi lãnh giữ mồ vậy đâu, mà tại mấy cái người gọi là Phật giáo mà thực hiện nhất sửa đề đó, nghĩa là không có học chánh pháp, không có hành chánh pháp, không có sống trong chánh pháp, cho nên nghĩa là làm không đúng kinh điển, cho nên nó cưỡng ép ta vậy chứ. Ta không phải là cái người giữ mồ đâu. Ta tu có Địa Tạng bổn thệ, Địa Tạng bổn nguyện, Địa Tạng bổn hạnh, đó là cái hạnh nguyện của chân tâm thuần chúa thể tánh tịnh minh, nó đào tạo, nó dạy cho con người tự giải thoát giác ngộ chứ. Chứ ta đâu có phải là cái người mà mình lãnh giữ nghĩa trang và giữ cốt ở trong tháp ở trong chùa vậy đâu. Đó. Cho nên cái này nói còn nhiều chuyện lắm. Trong kinh Địa Tạng nói tại sao nói 18 cái địa ngục lớn, tại sao nói là 36 cái địa ngục nhỏ là tại đâu. Vấn đề mình học, mình còn tu thiền nhiều lắm mình mới thấy được cái đó. Cho nên là tôi rất là nao lòng khi mà tôi nghe người ta thề thốt với nhau, kể cả những người tu hành mà bực bội nhau cũng có nói, tôi mà tôi có nói sai với lời cho các thầy, cho tôi đọa với 18 tầng địa ngục đi, tại sao địa ngục lại 18 tầng mà không nói 19, mà không nói 17 là sao? Đấy. Rồi tại sao nói là 36 địa ngục? Tam bát nhị tứ, 54 địa ngục. Và nói nghe từng cái thứ địa ngục đó, rồi 108 địa ngục. Và nhiều ngục lắm. Từ đâu mà ra, ai lập? Quỷ nào xuất ra để xây những cái thiết quy thành đó? Cái đó cũng phải thành thiền mới biết thôi à. Không tham thiền là mình tin rằng là có cái thành thiết quy. Ai đó biết xây chặt lắm, xây bằng xi măng cục thép, đại đấy là vậy đó. Rồi địa ngục đó là lớn hay nhỏ, 18 tầng, 36 tầng, rồi đủ thứ. Kinh Địa Tạng thì nói nhiều lắm. Nhưng mà tôi xin nói tổng quát các vị Phật tử để ý, địa ngục đó nó không có ai làm bên ngoài để sẵn hết trơn á. Nếu cái tâm của các vị mà trong sáng mà thanh tịnh á,
sống với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú đó, thì địa ngục đó không có đi dùng nào mà có hết á. Không có đi dùng nào mà kiếm có nó hết á. Mà nó là do tâm của các vị. Tôi nói ví dụ như giờ một cái sự đánh lộn ở trong nhà, một cái cơn thịnh nộ đánh lộn trong nhà, đập đổ giữa vợ chồng, đập đổ tùm lum tà la, con cái khóc la sùm trong cái nhà, thậm chí kia là lấy lửa đốt nhà, rồi nó làm cho khổ sở cung cực ở trong một cái gia đình như vậy. Rồi các vị đi tìm cái khổ sở đó. Cái khổ sở đó từ ở đâu, hướng nào mà nên đem tới, mà nó bắt buộc các vị làm vậy, làm cho mình khổ sở vậy. Đâu có. Khắp phương trời, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới gì, không có cái gì đem lại mà bắt buộc thúc giục các vị phải vợ chồng đánh nhau, con cái là khóc lóc la lối, rồi phải hủy hoại tài sản trong gia đình, thậm chí đốt nhà nữa. Cái đó là cái gì? Ở đâu? Ai đem đến? Không có. Cái đó là chỉ cần nhất niệm sân tâm khởi là bất dạng chướng môn khai. Thế hai bên ha, vợ chồng mà sân tâm khởi lên rồi đó, thì tự nó làm cho tan quan vậy đó. Phải nên đập đổ vậy đó, nó làm cho khổ sở cung cực vậy đó. Thì cái khổ sở cung cực đó là do nhất niệm sân tâm khởi bất dạng chướng môn khai, là do cái vô minh, do cái si, cho nên là không thông cảm nhau được, không thương yêu nhau được, không giải thích nhau được, là do cái si. Rồi từ cái si đó mới sinh ra cái sân, mà sân cực độ thì đập đổ giết chóc. Thế thì là cái đó là chỉ cần một cái chánh niệm thôi là ngừng ngay tức khắc và không hề có sao hết. Cần thì một chánh niệm họ thấy rằng là đọc một câu thôi. Cho nên là trong cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát á nha, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát á, ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có cái câu á là cái sân tâm á, sân tâm nó khởi lên á không đáng sợ, đáng sợ nhưng mà chưa đáng sợ gì lớn lắm đâu, mà rất lo ngại là cái giác, cái chánh niệm, cái giác tâm nó đến chậm. Cái niệm giác ngộ nó đến chậm, cái đó đáng sợ. Cái sân tâm, mà bởi vì sao mà nói vậy, là để nói lên rằng là cái tham tâm, cái sân tâm, cái si, cái sân tâm đó, cái đó là do si mê mà ra. Tham sân có là do si mà ra. Mà nếu cái niệm giác của mình á, cái chánh niệm của mình mà nó đến kịp á, thì cái tham cực độ và cái sân cực độ nó tự mất. Cho nên có câu là bất quý sân tâm khởi mà duy khủng tự giác trì. Cái sân nó khởi lên đó chưa sợ mấy, mà cái đáng lo là cái giác tâm nó đến chậm, đó là cái điều đáng ngại. Vì thế mà Đạo Phật dạy rằng là mình phải thường có giữ cái chánh niệm, giữ chánh niệm để mà cái sân tâm nó nổi lên là mình biết ngay mình đang sân đáy. Cái tâm tham mà nó nổi lên thì mình biết là biết ngay rằng là mình khởi cái tâm tham đấy. Mà mình khởi tâm tham đấy, mình khởi tâm sân đấy là do đâu? Là do mình si mê đấy. Do vậy mà phải giữ chánh niệm để luôn luôn là mình soi rọi, đừng cho cái si mê nó bao trùm, nó ám ảnh. Mà si mê mà nó không bao trùm, nó không ám ảnh được, giống như mình có cái viên minh châu sáng rực á, thì cái bóng tối không bao giờ nó đến được.
mà bóng tối không bao giờ đến được đó, thì mình không có dạy gì mà mình đi vào cái con đường xa hồng sụp hố gai trong cạm bẫy để mà mình chết khổ. Thì giống như mình có cái đèn mình rõ sáng rồi đó mà, thì mình không đi cái chỗ hầm hố trong gai cạm bẫy để mình chết. Cũng vậy, nếu mình có cái trí tuệ, không có si mê, thì mình không dạy gì mình gây cái nghiệp tham, để rồi mình sẽ khổ, bị mất quan, bị mất chức, bị chết chóc nếu mình cướp giật từ nơi tâm tham mà ra. Và sân, mình không có tác hại cái sân bởi giết người, trộm cướp, tà dâm, mà để gây ra cái sự nóng nảy, bực bội để rồi đi tới cái hậu quả khổ đau. Đấy, cho nên bất quý sân tâm khởi mà duy khủng tự giác trì, cái ý nghĩa đó là của cái phẩm phổ hiền. Người tu cái hạnh phổ hiền ta đề phòng cái tâm sân dữ lắm, mà giữ gìn được cái tâm sân được, không để cho nó sân, mà cái tâm tự giác đến hóa giải được cái tâm sân đó, đó là người, đó là người tu hạnh phổ hiền, là học kinh Hoa Nghiêm rồi đấy. Đấy, thành ra mình học kinh thì mình phải nhớ là vậy đó, phải có chánh niệm, mà muốn có chánh niệm là phải học tham thiền chứ không phải tụng. Cái phẩm phổ hiền tôi nghe rất kỹ, không có cái chỗ nào mà biểu tụng chi hết á, nói lên cái sức tinh tấn, cái sức chánh niệm của một người đệ tử Phật học Phật. Phải sử dụng cái chánh niệm mà nhớ Phật, niệm Phật có nghĩa là phải nhớ Phật. Phổ hiền là một người tinh để tự tiêu biểu, để nói lên cái tánh, nghĩa là tinh tánh chuyên cần nhớ Phật. Cho nên là phổ hiền ấy, đừng có lãi cái gì hết á. Chúng ta mà học cái bài khi nào tụng kinh mà mình học cái bài mà nhất giả lễ kính chư Phật á, cái đó là 10 cái nguyện của phổ hiền á. Nhất giả lễ kính chư Phật, lễ kính chư Phật mà nếu mà nói theo phổ hiền thì mình lễ kiểu mình đó thì không ăn thua gì hết. Nhị giả sinh tán Di Lai, tam giả là quản tu cúng dường, tứ giả là sám hối nghiệp trường, ngũ giả là tùy hỷ công đức, lục giả là cho tới thập giả phổ gia hướng. Đó là 10 cái nguyện đó là của phổ hiền. Mà đọc kinh Hoa Nghiêm rồi mới thấy cái nguyện đó không phải giống như mình làm đâu. Người ta dạy cái cách tu chứ không phải là, ví dụ như nhất giả lễ kính chư Phật á, nhất thân phục hiện sát trần thân, một cái thân của phổ hiền vậy đó, là hiện ra cái thân của mình như là bụi của mười phương thế giới, mười phương nghiền nát ra, là cái thân của mình phải nhiều như là cái số bụi của mười phương thế giới nghiền nát ra vậy đó. Kêu bằng nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất biến lễ sát trần thân. Rồi mỗi một cái thân vậy đó, mỗi thân nhiều như một số hột bụi vậy đó, mà nó nhiều vậy đó, mà lại Phật cũng nhiều như vậy đó. Ư nhất trần trung trần số Phật, các siêu Bồ Tát chúng hội trung, nghĩa là không phải là một thế giới của một Đức Phật, mà nhiều thế giới của Đức Phật nghiền nát ra là bụi như vậy. Phổ hiền cái thân nguyện bằng như vậy, để lại cái số Phật bằng như vậy, rồi cái số Bồ Tát cũng nhiều như vậy, lại cái kiểu vậy đó. Các sư Bồ Tát chú hộ trong vô tận pháp giới tầng diệt nhiên, cái số gì tầng trong vô tận pháp giới cũng nghiền nát ra như vậy, rồi còn mỗi một cái hột bụi cũng ví cho một cái thân phổ hiền như vậy,
cái bằng vô tận khoáng giới trần diệt nhiên, thâm tính chư Phật giai sung mãn. Hỏi hiền cái thân nhiều như vậy đó mà thân nào cũng đều Phật nào cũng đều được phổ hiện thâm tính kính lễ. Cho nên cái lại của mình nhắm gì, lại của mình vậy làm sao mà lại hết chư Phật? Mà nếu mà lại không hết chư Phật như cái lời nói phổ hiện vậy thì mình đâu có được gì. Cái chuyện của mình không bằng một hột bụi ở trong trong cái thế giới mười phương nghiền nát ra, thì làm sao mà lấy cái công đức đó để được mà thành tựu cái gì? À, cho nên khi mà ta học nhất giả lễ kính chư Phật rồi, người ta không có lễ giả gì ta mang đầu ta đi lại, không dễ gì mang đầu đi lại, lại không thấp thiết gì hết. Vậy thì lại bằng cách nào? Đây, từ đó ta mới dạy ra mọi người Phật tử là phát trí thanh tịnh lễ. Các vị tu hành mà các vị ngồi thiền hoặc là nằm thiền hoặc là đi thiền mà các vị phát khởi được cái trí thanh tịnh của các vị là lễ Phật rồi đấy. Phát trí thanh tịnh là thế nào? Thí dụ, đây là thí dụ cái thấp là lễ thấp rồi nè. Cái cấp lễ này là chưa gọi là siêu đẳng đâu. Thí dụ như các vị muốn nghĩ cái gì, nghĩ ác rồi các vị, hoặc là muốn nói ác, hoặc là muốn làm ác ha, thì các vị nói rằng ô ba đời chư Phật đều dạy chưa ác mà ta, các điều ác không nên làm. Cái việc mà mình vừa nghĩ đây, cái việc mà mình vừa sắp nói đây, cái việc mà mình vừa sắp làm đây, nó thuộc về ác, vậy là chư ác bà tát không làm điều ác. Cái niệm nghĩ ác bỏ ngay tất cả, cái miệng nói ác bỏ ngay tất cả, cái thân sắp làm ác bỏ ngay tất cả. Đó là các vị lễ rồi đó, tức là phát trí thanh tịnh lễ. Chứ cần gì mà phải giác cái xác mà mới đi tới cách mấy chục cây số, trăm cây số hay là nửa cái số cũng không đi nữa, đi lại chùa mới nhìn ông Phật, mới lại Phật ở đâu trong cái cốt đó mà lại nó mình nhìn mình lại. Mình phải tham thiền thật là cái người phải là còn sống, bởi vì chứ Phật là giác giả, cái người đó là cái người giác ngộ, người đó mới là Phật. Chứ cái tượng cốt mà Phật ở đâu cậu? Cho nên đơn hà thiêu một Phật Diệm Chủ Lạc Tu Mi là người ta mới nói lên cái ý nghĩa đó. Người ta chẻ Phật, ta đốt mà không có tội cơ mà. Chẻ Phật mà chẻ Phật gỗ ra làm củi chụm không có tội mà. Thậm chí lấy bao Phật đi mang mình làm là kê đồ mà nấu chuối, nấu bắp cũng còn chưa có tội nữa mà. Đó là mình nói thí dụ vậy đó. Mình nói ví dụ để nói cái đó không có Phật, chứ còn không ai mà nói lòng nào mà người ta gọi cái tượng đó là tượng của ông Thanh Văn La Hán Bồ Tát mà mình lấy mình đốt chi. Không thiếu gì đất cục đá ông mà lấy mà kê mà đốt mà nấu chứ lấy cái đó làm chi. Nhưng mà ta nói ví dụ làm vậy cũng không có tội, bởi vì Phật không phải là cái cốt bằng xi măng đó, hay là bằng cái tượng đất đó. Học thiền là học vậy đó, ta gọi đó là thiền, mà ta gọi đó là đại thừa thiền đó. Thành ra lễ Phật người ta vậy đó, nghĩa là thân sắp làm ác, biết ngay rằng là mình làm việc ác đó là ác, niệm đang nói lời ác hoặc sắp nói lời ác, ý nghĩ điều ác là biết mà bỏ đó, gọi đọc một câu đó là chư ác bà phạt là xong rồi đó. Thì chúng thiện phụng hành, nghĩ lành, ý nghĩ lành mà chưa làm, miệng nói lành mà chưa nói, thân làm lành mà chưa làm, mà chưa làm rồi là nghĩ là mình sẽ làm, rồi mình làm, người gọi là chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý, cái tâm của mình, cái ý của mình cho thanh tịnh, không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác, nghĩ việc lành, nói việc lành, làm việc lành,
Đó là chư ác bà tát rồi, chúng thiện phụng hành đó. Được vậy là gọi là tự tịnh kỷ, thị chi Phật dạo. Là cái ý mình thanh tịnh trong sáng, đó là lời giải của Phật. Chứ lại chi? Phật không có chơi cái kiểu mà kỳ cục, là cái kiểu mà phải bắt người ta khổ rồi mình để cho mình thích. Không có. Bắt đệ tử nó tụng cả ngày vậy là mình ngồi trên mình nghe là sao? Phật gì kỳ cục vậy? Kinh của mình nói, mình nói để mình dạy cho chúng sinh tu. Rồi bây giờ mình bắt đệ tử mình nó ngồi tụng từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, tụng cho hết bộ kinh Pháp Hoa, tụng cho hết bộ kinh Địa Tạng có mũi vậy đó. Rồi mình ngồi đó mình nghe. Mình nghe vậy đó rồi mình thương nó, rồi mình ban phước cho nó là sao? Tôi nghĩ rằng là không bao giờ Phật có cái đó. Cho nên mình học kinh là nghe học kinh, nghe kinh là măng. Rồi thì học kinh nghe kinh rồi lấy cái ý nghĩa cái đó mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu, gọi là tư. Tư rồi mình thấy cái chân lý nó đúng rồi là mình ứng dụng ra mình thực hành. Mình thực hành cái gì? À, chư ác bà tát. Đó là lời Phật dạy. Chúng thiện phụng hành, đó là lời Phật dạy. Tự tịnh kỷ, tâm ý mình thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Thế là lời Phật dạy là vậy đó chứ, đem tụng chi mà để hành khổ Phật. Mời Phật tới nhang đốt nghi ngút, đèn cày đèn dầu đốt rực rỡ để nóng nực cỡ như miền Nam Việt Nam, miền Tây Việt Nam đã nóng nực rồi mà còn đốt nhang nghi ngút, đèn cày có, đèn dầu có, rồi mời Phật lại, rồi tự hành khổ mình tụng suốt một ngày cho hết một bộ kinh. Đó là quả báo của Phật rõ ràng. Tự mình làm là Phật thành có quả báo. Chứ Phật mà đâu có bảo mình làm vậy. Vậy mà mình làm cho Phật bị quả báo. Hồi trước ông nói kinh cho tụi tôi nghe, bây giờ ông phải ngồi đây nghe tụi tôi tụng. Đấy. Phật không có bị quả báo mà mình làm cho Phật bị quả báo. Cái đó là cái tội đấy. Nói như vậy chứ còn thiệt ra là Phật cũng chẳng có quả báo gì, và Phật cũng chẳng có ngồi đâu đó mà nghe. Nhưng mà tại mình làm cái kiểu tật không trúc kinh, không có lệ, cho nên mình phải học kinh Địa Tạng đây nhá. Địa Tạng là tâm, là tâm của ta. Cho nên Địa Tạng là thầy của ba đời mười phương chư Phật. Địa Tạng là thầy của ba đời mười phương chư Phật, là thầy của mười phương Bồ Tát. Phật dành Địa Tạng hãng thầy ta ba đời Phật Phật đồng chiêm ngưỡng Bồ Tát mười phương lễ kính quy. Câu đó là của kinh Địa Tạng đấy. Cho nên tôi nói với các Phật tử rằng là đây là tôi moi móc ở trong cái kho tàng giáo lý của Đạo Phật, rồi đem ra làm từng cái món quà, từng cái bánh, từng viên kẹo cho nó gọn để tặng các Phật tử gần xa. Chứ tôi chẳng thích là thi văn, thi sĩ hay là gì sĩ, tôi không cần cái gì hết á. Nhưng mà làm cái này gọi là chơi mà. Giờ không có công việc làm, giờ thì vậy là moi móc kinh điển ra vậy đó, để làm cái đề tài để nhắc nhở các Phật tử gần xa vậy đó. Thôi tôi gọi là tu chơi lại cũng vậy đó. Nên là mình đừng có thấy cái gì là quan trọng hết đó. Đừng có lại Phật cực khổ. Phát trí thanh tịnh là lại Phật rồi đó. Rồi còn một cách mình lại cao nhất ở trong các cái thứ lại đó. Cao nhất á là thật tướng bình đẳng. Thật tướng bình đẳng lẽ, cái đó gọi là cao nhất. Còn phát trí thành tịnh lễ, thì chánh quán tâm thành lễ, cái đó cũng cao lắm, nhưng mà chưa bằng cái thật tướng bình đẳng lẽ.
Cái lễ đó là cái lễ cao nhất trong các cái lễ. Bởi vì Đức Phật dạy là Thật Tướng là cái người mà đạt tới thật tướng của giảng pháp. Hiểu kỹ, nghe kỹ, hiểu kỹ và nhận thức rõ cái thật tướng của giảng pháp là vô, là không còn gì để nói. Đó là cái chất lễ cao nhất. Thật tướng của các pháp là vô. Vậy thì lấy cái gì để mà nhớ, mà hiểu, để mà làm cho được cái đó? Có cái cách là nếu các Phật tử chịu khó nhớ một chút là xong. Học một chút là nhớ là xong. Nhớ là dễ đó, nhưng mà còn cái chuyện mà mình ứng dụng trong cuộc đời của mình là đương nhiên là phải có phát cái tâm, phát cái tâm Bồ Đề, để cho nó đừng quên. Luôn luôn lúc nào nó cũng mình cũng nhớ, mà lúc nào mình cũng nhớ như vậy đó gọi là chánh niệm, gọi là chánh tư duy. Nó phải có bát chánh đạo trong đó, trong cái đời tu của mình nó phải có bát chánh đạo. Luôn luôn mới nhớ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Phải sống ở trong mấy cái đó. Vì vậy cho nên gọi là tu hành thì nó phải có cái cách tu hành. Cho nên nói là dễ thì nó không phải là dễ, mà bảo rằng khó thì nó không phải khó. Bởi vì cái đó ai cũng làm được, cho nên nó không phải khó. Nhưng mà ai cũng làm được không phải là lúc nào ai cũng làm, không phải là dễ dàng làm, cho nên cũng gọi là khó. Thì cái mà phát trí thanh tịnh lễ là tôi vừa nói vừa rồi đó. Phát cái trí, phát khởi cái trí thanh tịnh là gọi là mình đã lại Phật rồi. Không cần tới ngay một cái tượng Phật lớn thật lớn, hoặc là tượng Phật đó bằng đồng hay bằng vàng, không cần thiết. Không có tượng cũng được, nhưng mà phát cái trí thanh tịnh là lại rồi. Cái thứ hai là chánh quán tâm thành. Bắt đầu tu tập có chánh quán niệm. Chánh quán tức là chánh quán niệm, có cái niệm chánh, cái niệm chánh quán. Chánh quán đây là vừa chánh ngữ, vừa chánh nghiệp, vừa chánh tư duy, vừa chánh định. Có những cái chánh đó mà trong đạo Phật gọi là bát chánh, con đường bát chánh có 8 cái chánh đó. Đó là lễ rồi đó. Chánh quán tâm thành lễ, cái tâm của mình mà có chánh quán thông qua con đường bát chánh là mình đã lễ Phật rồi đó, mà không cần lại. Cho nên mấy cái vị mà lớn tuổi mà đầu gối yếu rồi đó, khỏi cần lại, không có sao hết đó. Nằm trên giường cũng gọi là lại rồi. Nếu các vị có bát chánh, trong tâm các vị có bát chánh, có 8 con đường chánh. Các vị có chánh kiến, các vị không tà kiến. Các vị có chánh tư duy, nghĩa là các vị không nghĩ ác. Các vị có chánh ngữ là các vị không có nói ác. Các vị có chánh mệnh là cái đời sống của các vị không làm cái nghề ác. Các vị có chánh niệm là luôn luôn nhớ chư ác bà tác, chúng thiện phụ mình, tự tịnh kỷ. Đó là các vị đã nghe lời Phật rồi, có chánh niệm rồi đó. Rồi các vị có chánh định là các vị dựa vào cái định nào tùy theo các vị. Cái định tiểu thừa thì dựa trên quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mà các vị mà muốn định, mà cái thứ định mà nó ăn hợp với cái gọi là thực tướng bình đẳng lẽ đó, là các vị chánh niệm bằng chánh định, bằng cái định cho bằng kim cang tam muội. Mình nhập cái định kim cang tam muội cũng gọi là như quyển tâm ma đề, như quyển tâm muội cũng gọi là như quyển tâm ma đề, như quyển tâm muội hoặc là kim cang tam muội. Các vị phải tu cái định đó đó.
hoặc là các vị tu thủ lăng nghiêm tam muội, ba cái thứ định đó. Định nào cũng được, cái tên khác vậy thôi, chứ là kể như giống như là một thứ vậy đó. Chẳng qua là cái ta làm dây chuyền thì gọi là vàng, vàng là 24, mà ta làm vàng thì làm, ta làm dây chuyền thì gọi là dây chuyền cũng là vàng. Mà người ta làm chiếc neo, chiếc neo tức là chiếc kiền cổ, ủa chứ gì đó, chiếc kiền đó, kiền cổ đó bằng vàng 24 thì nó cũng là vàng. Rồi người ta làm cái chiếc xuyến để đeo tay thì dù là hình thức nó khác, nhưng mà các vị có chiếc xuyến rồi, có chiếc dây chuyền nè, có chiếc kiền nè, thì ba cái nó khác nhau, bên khác nhau, dáng khác nhau, nhưng mà nếu đem ra bán thì là cái giá trị vàng nó giống nhau, cái tiền nó giống nhau. Cân lên, bỏ lên cân, cân thì cái nào mà một lượng thì là hiện giờ cũng cỡ 1.9 triệu, 19 triệu. Một chỉ thì đại để là 1.9 triệu, thì 10 chỉ thì 19 triệu. Mà bỏ lên cân bao nhiêu chiếc kiền, bao nhiêu chiếc xuyến, chiếc vòng tay đó, rồi bao nhiêu chiếc dây chuyền, cứ dựa theo cân mà tính tiền, chứ bằng nhau hết, mặc dù tên nó khác. Thế thì là các vị mà tu định đó, mà định là một là thủ lăng nghiêm tam muội, hai là kim cang tam muội, ba là như quyến tam muội, thì các vị có cái đó rồi đó, là nó ngang bằng với cái pháp thật tướng bình đẳng lẽ. Nghĩa là các vị hiểu được các cái thực tướng của các pháp là vô, là không có gì, thì nó đồng nghĩa với cái nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như cả sát bào thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nghĩa là nó ngang bằng với 10 cái ví dụ đó mà các vị đã thực hiện rồi. Các vị đã nhận thức rằng hữu như pháp này nó như 10 cái ví dụ đó, mà các vị sống coi giảng pháp, hiện tượng giảng pháp này như 10 cái ví dụ không có gì đó, thì các vị đã thành tựu được kim cang tam muội rồi đó. Các vị đã thành tựu được là như quyển tam muội rồi đó. Các vị đã thành tựu thủ lăng nghiêm tam muội rồi đó. Mà các vị đã lại Phật bằng cái cách thực tướng bình đẳng lễ rồi đó, mà không cần lại gì hết, nằm trên giường cũng được, hoặc là đi chơi ở ngoài đồng nội, ở ngoài rừng rú cỏ cây hoa lá cũng được, hoặc là các vị ngồi sớm cũng được, hay là ngồi dắt tay trên đầu gối cũng được, mà các vị lễ Phật rồi đó, lễ bằng cái cách kia, bằng thật tướng bình đẳng lễ đấy. Cho nên là đừng có lại Phật bằng cái kiểu mà đi lại mười chùa A Di Đà Phật. Tôi nói cái này hoài rồi, các vị nói tôi nghe cũ rồi, cứ nói hoài cũ, nhưng mà nhiều người Phật tử nghe rồi mà làm không có được. Năm nào cũng đi đủ 10 cái chùa cũng mới là có phước. Nếu tôi mà giả như tôi mà rủi ro mà tôi Phật thành được Phật rồi mà các vị đi cúng vậy là tôi cười khà khà. Tôi nói ủa, hồi nãy cũng mấy cô đây, mấy cô hồi nãy là cúng tiền rồi, cúng đồ ăn rồi, cũng giấy nhiêu đó, khấn nhiêu đó, đầu năm cho được bình an, đầu năm tới cuối năm con cháu họ cho tôi học hành giỏi, cho tôi mua may bắn bắt, đã để vậy hồi nãy thì cúng rồi, bây giờ lại đây cúng tôi nữa đây, cũng giấy nhiêu khấn nhiêu đó, vậy thôi cúng chi, cúng một chùa cho xong đi ấy. Cho nên là tôi sợ mấy người thì cúng 10 chùa quá. Tôi đồng ý cái đó là chia sát, cúng chỗ hết để cho các thầy, các vị sư ni, người ta ăn, người ta tu thì được, nhưng mà không có nói cúng 10 chùa. Đi tới đâu tới, cúng có bao nhiêu cúng bao nhiêu, cúng 20-30 chùa cũng không sao, nhưng mà không có cái lời nguyện đi cúng thập tự, cái chữ đó là cái chữ không có được.
chữ đó nó tự gò bó, nó nói lên cái hiểu biết của mình về đạo Phật á, nó thấp thỏi quá, nó tầm thường quá, không cần gì phải nguyện mời chùa, có nhiều cũng nhiều, thấy cái chùa đó nó cần giúp đỡ thì cũng thay vì mình cũng rồi chia cái số tiền đó làm năm chùa mình đưa cho một chùa cũng không sao. Rồi ngược lại mình thấy cái chùa nào đầy đủ quá mình không cúng mình thì cũng vài cái chùa nào đó ta cần, chứ chuyện gì mà phải đi mời chùa là gặp một ông Phật đó làm cho ông Phật nó cực khổ bực bội hơn. Thì hồi nãy mấy cô cũng mới cúng đây cũng đánh giá nhiều đó, bây giờ lại đây cũng gặp tôi nữa, tới cái chùa thứ ba cũng ông Phật, ông cũng nói ủa cũng vậy nữa, tôi thấy ông thứ mười cũng mấy ông Phật đó. Cho nên cái tập quán mà người ta bày ra không có kinh điển, không đúng kinh điển, không đúng cái chân lý gì hết mà nghe theo đó thì tội nghiệp lắm. Ai thì tôi không biết, cho tôi ra đây có người ta tới cúng mời chùa tôi cảm ơn rồi tôi nói thôi đem cái này tới chùa cúng. Còn cái chỗ tôi ở đây là không được gọi là chùa đâu, của tôi là liễu đường là cái chỗ cái nhà của những người mà tự đặt mình là cái người tu, rồi tự đặt ra cái chỗ ở vậy để tu vậy thôi, chứ đây nó không có chùa. Thành ra là đi tôi chỉ chùa cho đi cúng mà, bởi vì ta nói ta cúng thập tự, ta cúng mời chùa, tôi chỉ hẳn ra đi chỗ khác. Tôi cảm ơn cảm lòng, bởi vì ý tôi là không phải cúng kiểu vậy. Cúng kiểu vậy mình nói thì người ta đau khổ, người ta không chịu, phải chờ cơ hội mà nói, chứ muốn nói dùm liền cũng không dám nói nữa. Cho nên là có vị sư nói tôi nè, nói rằng thôi mình cũng đừng có buồn gì, cũng đừng có trách ai, bởi vì mỗi người nó có cái nỗi khổ riêng mỗi một thầy vậy đó, nó có cái hoàn cảnh riêng rồi, có cái nỗi khổ riêng. Cho nên nhiều khi muốn nói cái điều sai trái đó mà nói không được, muốn dạy, muốn giúp giùm người ta mà cũng không dám nói. Thế thì mỗi người có nỗi khổ riêng là vậy đó. Cho nên cái chuyện mà tôi nói đây đó là cái phẩm phổ hiền kinh Hoa Nghiêm ấy. Nhất thân phục hiện sắc trần thân, nhất biến lễ sắc trần Phật, ư nhất trần trung trần số Phật, các xứ Bồ Tát chúng hội trung, vô tận pháp giới trần diệt nhiên thâm tính chư Phật giai sung mạng. Lễ như vậy là làm sao mà lễ cho hết được. Nhưng mà cái ý của người ta nói rằng phát tri thành tình lễ, chánh quán tâm thành lễ, và cao hơn hết là thật tướng bình đẳng lễ. Lễ có không có lễ gì hết mà lễ rồi hết rồi, là nó phát xuất từ cái tâm địa tạng của mình. Địa tạng là tâm, là tâm địa của ta đấy. Tâm địa của ta ví như đất vậy đó, đất nó mọc đủ thứ ngũ cốc ngũ quả, tâm của mình nó mọc ra đủ thứ, nó có thể làm cái nhân để sinh ra đủ thứ quả, thanh văn như giác Bồ Tát, cái vô thượng Bồ Đề, thậm chí nó làm ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó là tâm địa của chúng ta, đó là địa tạng, địa năng kiên hậu quán hàm tạng. Cái tâm địa của ta nó ví như đất vậy, nó vừa dày, nó vừa bền chắc, nó vừa rộng, nó vừa chứa đựng hết tất cả. Tất cả những cái quả báo từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho tới thanh văn như giác Bồ Tát và Phật. Cho nên học cái địa tạng mê lắm chứ, nghe cái địa tạng nó sát suốt dữ lắm, nghe nội cái bài tựa thôi là đây là cái bài tựa của cái địa tạng đây nè. Cho nên thầy nói cái này đó là cái con nhỏ Nga ở bên Mỹ đó, bữa hổm hỏi thầy về địa tạng đó, hãy nghe cho kỹ cái loạt bài này nè. Thầy ngồi đây chứ mà đối tượng là con đó nha Nga. Bữa hổm con hỏi đó, hỏi mà thầy đáp cho có một mình con thì nó uổng cái sức của thầy.
Cho nên là thầy phải soạn ra cái là mấy cả chục cái bài thơ vậy nè về Địa Tạng để nói, mà đối tượng chính là con là phải người phải nghe trước đó, rồi còn là Phật tử gần xa đó cũng nên dựa vào đây mà nghe, mà tư duy, mà quán chiếu, mà tham thiền, rồi mới thấy được cái giá trị của Bồ Tát Địa Tạng. Rồi từ đó về sau không bao giờ mà giả dột mà đi mua cái đất Nghĩa Trang mà có cái đất Địa Tạng mà nó mắc hơn 40 lần, không có mua vậy. Một là đem thiêu cho nó gọn, nó sạch. Hai là nếu mà có mua đất chôn, có những vị lớn tuổi người ta sợ thiêu, người ta nói thiêu nóng. Mà tôi mà tôi nghe cái người Phật tử mà nói rằng là thiêu sợ nóng rồi là tôi nghe tôi hết rồi, hết nói gì nổi rồi. Không còn cái gì để dạy nổi hết. Ngũ quẩn dai không mà chết rồi mà còn sợ thiêu, sợ nóng thì còn cái gì nữa để nói với những vị Phật tử này. Cho nên cái đó là cái mà căn cơ trình độ mình chưa biết nói hay sao. Sắc quẩn đã là không có gì rồi, nó là thuộc về vật chất. Cái tánh của nó là không có tánh gì hết, cái chất của nó cũng không có chất gì hết. Cho nên nó, nếu mà chôn dưới đất thì nó cũng bị tan rã thôi, nó thành ra bùn thôi. Nhưng mà trước khi nó thành bùn, nó đâu có phải thúi một thời gian cái đã. Thúi cả mấy chục năm á. Cho nên hốt cốt mà trong cái khoảng thời gian mà còn đại để là cỡ 5-10 năm rồi mà dỡ nắp hàng đó, nó còn bốc hơi, bốc hơi không tốt. Cỡ 50 năm trở lên đó thì dỡ ra rồi, nó chỉ còn là cái bã xác đen vậy, chứ nó chẳng còn cái gì. Thế thì là trước sau gì nó cũng thành bùn thành đất kia mà. Vậy mà tại sao nó làm chung là tốt hơn, là không nóng? Không nóng thì lạnh, thì tan rã từ từ. Trước khi tan rã là thúi một thời gian, tại sao lại mình lại chịu cái đó? Còn đi thiêu nó gọn hơn, mình nó sạch trơn, có vài tiếng hồ là. Mà mình sợ, mình nói mình sợ nóng, để cái đó còn gì nữa mà để mình giải thích. Còn bốn cái quẩn sao, bốn cái ấm sao là thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, là nó thuộc về lãnh vực tâm rồi. Mà tâm thì nó là không có là cái gì hết, nó không có cái gì hết. Nó là hiện thọ dụng pháp, nó là hiện sở tri pháp, nó là hữu tác dụng pháp. Công dụng của nó là hiện thọ dụng, hữu tác dụng, hiện sở kia. Để nó tác dụng qua cái sắc ấm là cái thân, là cái thân ngũ ấm. Mà nó là một cái tác dụng của cái sắc ấm. Thì tâm và tâm cái nào cũng đều là không có hết. Vậy mà mình sợ nóng là sợ làm sao? Nhưng mà nói không phải ai cũng dễ nghe. Phật hồi xưa cũng hòa cũng tà tì đó, chỉ tà tì tức là quả thiêu. Như vậy thì Phật thì sao? Rồi còn những cái tập quán phong tục của như là Miên Lào hay là Ấn Độ, người ta cũng quả thiêu, hầu hết là quả thiêu vậy đó. Còn không quả thiêu thì treo lên trên cây, hoặc là bỏ trong thi lâm, thì nó cũng tan rã hết. Vậy mà sợ quá thiếu, còn gì nữa để nói. Cho nên là theo ý tôi đó, là tôi nhắc nhở các Phật tử rằng là khi mà quán ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn dai không rồi đó, thì cái giờ phút mà mình chết rồi là không có vấn đề nữa, cần phải đặt ra nữa. Chỗ nào thiêu tiện thì thiêu, chỗ nào chôn tiện thì chôn, mà không đặt vấn đề là nóng hay là nguội hay là lạnh gì hết. Vì chứ chôn dưới đất sướng lắm sao? Nổi cái bỏ vô hàng sướng lắm sao? Mà đã bỏ vô hàng chịu được rồi thì còn chuyện siêu hay là chuyện chôn là cái chuyện là cái sắc quẩn của mình không còn gì để biết nữa mà. Để mà có một tên không chịu nổi đó nghe. Nghe cái đó không chịu nổi, mà nghe còn phát ghét nữa chứ. Cái đó là phải xét lại. Không phải Phật tử thì thôi, còn Phật tử thì tôi nhắc nhở như thế.
nhưng mà không nghe thì cũng thôi chứ chẳng làm gì nhau được. Tôi nói vậy mà, nói theo đạo Phật chơi vậy đó. Thế thì dựa vào cái câu ha, cái câu mà Tam Thế Như Lai đồng tán hưởng thập phương Bồ Tát cộng quy y, ba đời Như Lai đều tán hưởng mười phương Bồ Tát quy y, là để nói lên rằng là Địa Tạng Bồ Tát là tâm địa của chúng ta, tâm địa của chúng ta. Chứ mà tụng kinh không có phước gì hết. Tôi nói thẳng như vậy là đừng có mướn tụng kinh đắt tiền uổng, không có phước gì cho cái người chết hết. Không có kinh nào tụng có phước cho người chết được hết. Người chết mà sống mà không tu, không chịu nghe pháp, không chịu thực hành chánh pháp qua thân ra, qua miệng, qua ý trong đời sống của mình, thì không có kinh nào tụng cho cái người chết được phước. Cái đó là khó nghe dữ lắm. Người ta đinh ninh rằng là mấy ông thầy tụng rồi cái dòng nó nghe kinh, sống mà nghe còn không được mà chết thì lại nghe được, sao lại kỳ vậy? Tôi nói ví dụ như sao là phất tùng thể tây phương quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh giới cực lạc kỳ Phật hữu kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà kim hiện tại trước pháp sống. Các vị nghe câu đó các vị không hiểu vậy, mà khi chết rồi mời mấy ông thầy tới tụng các vị nghe hiểu là sao? Lấy cái gì để hiểu? Làm sao để hiểu? Đây, cái bài tôi nói nãy đó. Bây giờ các vị, tôi nói các vị nghe có hiểu không? Kẻ thủ từ bi đại giáo chủ, đây nè, tôi nói thuộc lòng nha, chứ tôi không có kinh đó. Địa ngôn kiên hậu quảng hàng tàng, nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ qua dân cập qua vũ, bảo dân vô số chủng di tường, di thoại biến trang nghiêm. Thiên nhân chánh Phật thị hà nhân, Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí. Cái nãy giờ tôi dẫn tới đó đó nè. Bây giờ Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng thập phương Bồ Tát cộng quy y, dẫn nãy giờ tới đó nha. Bây giờ này nè, còn dẫn nữa nè. Từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh, thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tạng. Tôi đọc vậy các vị hiểu chưa? Có hiểu không? Tôi chưa chắc rằng có được bao nhiêu người hiểu, chưa chắc là có được 1% hiểu hay không. Bởi vì cách đây 50 năm người ta ít có học chữ Hán. Người ta học tiếng Mỹ, người ta học tiếng Anh, người ta học tiếng Đức, người ta học tiếng Nga, đủ thứ. Mà tiếng Hán người ta ít học lắm. Bởi vì cái tiếng đó là cái tiếng kêu bằng tử ngữ. Đối với Việt Nam là tiếng tử ngữ, học cái đó không có ra tiền. Bạn mạng lắm là mấy ông thầy chùa học, rồi mấy Phật tử không biết gì, muốn đi tụng gì, chứ cần thiệt ra là cũng chẳng bao nhiêu tiền. Do vậy mà tôi đọc như vậy là các vị không hiểu. Nhưng mà riêng tôi hiểu đó. Tôi đọc tới đâu là tôi hiểu tới đó, trong đầu tôi á. Đây tôi ngồi đây là nói miệng không, chứ không có kinh, không có sách gì hết. Ít ra tôi còn sống tôi hiểu thì là tôi chết rồi, các vị tụng cái gì tôi mới hiểu chứ. Còn bây giờ tôi nói vậy ra các vị không có hiểu gì hết. Rồi bây giờ có thân nhân của mình qua đời, cái mình mướn mấy ông thầy lại tụng. Tụng rồi nói vậy ra các vị hiểu được, các vị giảng sanh là sao? Tôi nói cái chuyện nó kỳ cục thiệt. Kỳ cục thiệt. Kỳ cục thiệt đó chứ. Vậy mà người ta hiểu được, người ta chịu được. Cho nên tôi nói đây là tôi nói chơi mà, nói có mình thôi. Nói tại lý đường này mới nói được vậy, chứ mình ở trong chùa người ta, mượn chùa người ta này, mấy chục năm mà đâu có dám nói. Người ta làm ăn cái ngày đó mà nói vậy là người ta đánh bể đầu á. Là có sắp đánh rồi, nhưng mà cũng may là chưa có đánh bể đầu thôi. Chùa người ta làm ăn mà nói sao được.
rồi cất cái trường Phật học là tính để nói cho nó đó, trời Phật ơi, cất vừa rồi là nó tấn công rồi, tấn công rồi, nó bằng mọi cách để tấn công nên cho mình dạt ra khỏi cái vùng đó, thì còn gì nữa. Cho nên giờ ngồi đây là nói mình nè, mà nói mình thì có bộ nói rõ hơn à, nói kỹ à, được quyền nói, nhưng mà cũng chưa biết cái hậu quả ra sao. Thì bây giờ là một liều ba bãi cũng liều vậy đó, không còn gì để mất. Thì ngồi đây mà tự nói những cái mà mình muốn nói, nó cũng nhẹ nhàng tâm hồn mình vậy thôi, còn cái việc sống chết hậu quả ra sao thì không cần nói nữa. Tối nay là không còn gì để mất. Đây bữa sau đây nè, tôi sẽ nói tới từ nhân tích thiện, thể cứu chúng sanh, thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, chưởng thượng minh châu, quan nhiếp đại thiên thế giới, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát ma tạng. Kinh Địa Tạng đó, cái bài tôi nói không dài đó là Kinh Địa Tạng không đó, còn mấy bài nữa lận. Vậy mà chết thì làm sao hiểu được. Mà tôi nói là tôi phân tích đấy, mà nghe cũng còn khó, không thâm thiền còn không hiểu được á. Còn chết rồi hồi nào giờ không có động tới gì Phật trời, không biết gì hết, chết rồi cái mướn mấy ông thầy lại tụng dậy ra cái rồi gọi là hồi hướng, gọi là tôi nói nãy giờ đó, tôi cho ông đó, tôi cho trong hồn ông đó vậy đó, rồi bên kia lãnh được cái rồi đi giảng sanh cực lạc à. Ủa nói cái sao chuyện kỳ cục quá ha. Vậy mà nghe được là nghe sao tôi cũng không hiểu. Thành tôi hy vọng rằng là những điều tôi nói để các vị nghiệm đi. Nghiệm tức là phát hiện đấy. Nghiệm để nhận xét, để phân tích coi cái nào đúng cái nào sai, tức là tham thiền đấy, chứ không phải tham thiền là cái gì ghê gớm lắm đâu. Cái chữ tham thiền là dựa vào một cái đề tài, một cái ý nghĩa nào đó, rồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình soi rọi, chứ không phải tham thiền là cái gì ghê gớm. Cho nên các ông thiền sư mà họ dành họ là thiền sư riêng biệt gì đó là không đúng đâu. Là kinh Phật đều là tham thiền hết, không tham thiền là không hiểu được. Không sao thiền là nói không có trúng được. Hết giờ. Hy vọng rằng là các Phật tử gần xa nghe, rồi các vị tư duy, các vị quán chiếu, các vị phân tích, các vị nhận thức, cuối cùng lấy ra một cái điều gọi đó là cái lẽ phải, cái lẽ thật, cái lẽ đúng. Mà lẽ phải, lẽ thật, lẽ đúng trong đạo Phật gọi đó là chân lý. Mình nghe rồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình phân tích, mình nhận thức, mình rút ra, mình lấy một cái chân lý, tức là cái lẽ đúng, cái lẽ thật, cái lẽ phải đó, để mình sống trong đời sống của một người đệ tử Phật. Thế thì học tâm thiền là vậy đó, chứ không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Hết giờ rồi, xin chúc Phật tử đủ khả năng, đủ nghị lực để văn di tư, tư di tu.